thì bản thân Vũ Quang cũng có một cái sự cẩn thận là ghi đầy đủ ra giấy tờ như này đàng hoàng. Thì trên thủy tề đến ngày hôm nay thì kết luận lại là Vũ Quang chẳng cần lộ cái gì cả, chỉ đơn giản đó là gì trên chính những gì mà chị báo cáo cho đến thời điểm bây giờ nhá. trong cái 17 lệnh ngân hàng rút ra thì có 3 lệnh là không hợp lệ, chỉ còn 14 lệnh. Trong 14 lệnh đấy chỉ có 175 tỷ được rút ra mà thôi. Cái điều thứ hai là trên cái giấy xác nhận của ngân hàng theo cái lệnh chi trong cái khoản tên là chi trong cái khoản ghi nợ từ ngày 13 tháng 10 cho đến ngày 22 tháng 11 năm 2020. Thì à, tổng số tiền được chi tiêu trong tài khoản đó trong giai đoạn đó vừa chuyển khoản vừa rút tiền mặt là 177 tỷ 792 triệu đúng như những gì mà chị báo cáo. Tuy nhiên thì trong đó có một khoản tiền không được cộng vào. Đó là 2 tỷ 669 triệu là không được cộng vào trong số đó và con số đó đã được nhân lên làm 3 lần chứ không phải làm hai lần nhá à, thì cái góc độ là làm hai làm ba vũ quang cũng không quan tâm chỉ quan tâm một việc duy nhất thôi <laughs> là bản thân trong con số là 177 tỷ 792 triệu thì à, chị thủy tiên đã rút ra là 2 tỷ 669 triệu chị thừa nhận đó là chi tiêu cá nhân chi tiêu cá nhân ở đây là chị cũng là hỗ trợ miền trung thì đấy là việc chi tiêu cá nhân của chị thôi không liên quan đến tiền của các tấm lòng vàng Đồng nghĩa việc là chị đã rút trong tài khoản 746 ra số tiền là 2 tỷ 669 triệu Thì chị bắt buộc, tôi nói là từ bắt buộc Chị phải chuyển 2 tỷ 669 triệu Đó quay ngược trở lại tài khoản 746 Để tiếp tục, đó là rút ra chi tiêu theo đúng mục đích Hỗ trợ cho lũ lụt miền Trung Bằng tiền của tấm đồng vàng Từ ngày 26 tháng 10 mà chị đã rút ra Bằng tiền mặt từ đó cho đến ngày 22 tháng 11 năm 2020 Thế thì à, theo cái báo cáo đó của chị Thủy Tiên Theo cái tổng lệnh rút ra và chuyển khoản Tổng lệnh rút ra và chuyển khoản Để chi trả một số việc ABC nhá Là chị mới tổng rút ra và chuyển khoản là 175 tỷ 123 triệu Đồng nghĩa việc là chị còn thiếu So với tiền phải ghi nợ trên tài khoản đó Tôi nói là phải ghi nợ trên tài khoản 746 Thì chị còn thiếu là 6 tỷ 340 triệu nữa Đây là con số tiền của chị Thủy Tiên Thiếu còn cái việc chị giải chính nào tôi không quan tâm Tôi chỉ quan tâm trên những gì chị đã trình bày ra Bằng giấy tờ của ngân hàng Bằng hóa đơn đơn xác thực rút tiền Và bằng những gì chị đó là thừa nhận và ghi nhận Ở trên chính trang nhà của mình Tôi dựa trên những yếu tố đó Để tôi nói về chị đó là Thủy Tiên mà thôi nha. Thế thì đó là cái điều đầu tiên là liên quan đến chị Thủy Tè, Ngày hôm nay thì khỏi cần phải kiện cáo ai nữa nha. Kiện vũ quan thì cho nhanh À, Vũ Quang thì chỉ vào đấy để nói chuyện 11 một, hội một và 13 ba. Đó là luật sư vợ chồng anh chị. Còn Vũ Quang chỉ yêu cầu duy nhất là kiểm toán ngồi bên, an ninh ngồi bên.